Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái set, gọi là set Lady Invitation. Thì cái set này chỉ dành cho những bạn nữ tham gia giải đấu vừa rồi, những ai tham gia giải đấu nữ vừa rồi thì mới có thôi. Chứ còn ở trong shop hay là ở trong CFL bây giờ thì vẫn chưa ra cổ này đâu. Chỉ những ai mà tham gia giải đấu nữ vừa rồi thì mới có thôi. Đó, mình xin nhấn mạnh là chỉ những ai tham gia giải đấu vừa rồi thì mới có thôi. Thì hôm qua mình làm clip về cái cây AN94 rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm về cây M4A1S Lady Invitation. Đó, cây này nó mình thấy nó chính là cái cây M4A1 Rose lượt trước ở trong vòng quay 100 kim cương gì đó ấy. Xong rồi Vina Game. Úi, úi rồi, cho yếu rồi, yếu rồi. Trời ơi, bố kia bố yếu xong bố bảo bố khác ra bảo kê. Thế mình chết rồi, bắn 92 máu. Còn có 8 máu thôi. Thì cây M4A1 đấy, nó chính là cây M4A1 Rose. Cái cây M4A1 Rose màu hồng ấy, mà có hình trái tim ấy. Thì Vinagame đã sửa lại màu và lấy tên là Lady Invitation, để cho những bạn gái tham gia giải đấu vừa rồi được cái set súng đó thôi. Đấy, set súng đó để dành riêng cho con gái mà. Cố lên, anh này cầm số con có phải hack không? Không phải hack rồi, chắc chắn không phải hack rồi. Bắn mãi không chết như thế là chắc chắn không phải hack rồi. Rồi, gọi bom đi. Rồi, bố hũ rồi ôi. Hai bố núp ở trong cái thùng ấy. Một người thì bị bắn chết, vẫn còn một người núp nữa. Rồi, anh trên tay anh cầm khẩu RPK VIP. Bên dưới kìa, người anh em ơi, bên dưới. Đấy, đúng rồi, bắn đi. Dám nhặt khẩu 4A1 của mình. Rồi, chết tươi. Thì bề ngoài của nó được chỉnh lại màu rồi. Thì mình đã bảo rồi, con gái mà. Đấy, các bạn nhìn có thể thấy đấy, hai khẩu đấy. Xanh và hồng và tím. Nói chung là con gái cầm chắc chắn là sẽ rất là hợp rồi. Nhìn rất là đẹp. Còn con trai cầm thì nó hơi bị khó khắm một tí. Nhưng mà không phải mình khắm đâu. Đó. Nào, ta thử lên đây, ta canh xem. Nào, ta thử lên đây, ta canh xem. Nào, nhảy ngồi nào. Nhảy ngồi lên đây phát nào. Hai bao huyết xị. Hai bao. Ơ. Nhảy chỗ này nó phải cho néo một tí là các bạn cũng có thể lên ngay. Rồi, ta đứng đây, ta đợi thôi. Vậy. Bây giờ đang có cái sự kiện là tặng Venom một ngày. Đăng nhập một ngày và tặng Venom một ngày. Thế ai cũng cầm, cũng ai cũng mang con nhân vật Venom để đi. Toàn là Venom thôi. Mình cũng không phải là ngoại lệ, mang vào chiêm ngưỡng cho sexy này đi một tí. Hẻ ma chết rồi. Rồi, mình nghĩ khẩu này đam các kiểu, cái tính năng của nó thì nó cũng giống hệt với cả khẩu M4A1 hoa hồng bình thường thôi. Ý, một em lại chết từ một em còn em nữa. Rồi, chết luôn. Hai chị ý đi hành lang A vào. Úi, đá kìa. Còn về nữa để có chức năng đá nữa. Nó giống hệt với cả cái con, nó có những chức năng giống hệt với cả con Sonoko ấy. Nhưng mà ở trong chế độ zombie hoặc là chế độ AI thì cái con Venus này, cái phi tiêu của nó chỉ là một mũi tên thôi. Một mũi phi tiêu thôi. Còn con Sonoko ở trong chế độ AI hay là zombie thì cái phi tiêu của nó tận 3 cái cơ. Cái con Sonoko này có cái nó có một cái nữa đó là slap à, delay cho các dòng slip rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Bạn nào không tin thì cứ vào thử mà xem. Ấy, một em này. Ấy, rồi headshot luôn. Cái khẩu này là úi. Vẫn có thêm một em này. Cái khẩu này nó có cái nó không có kill mark nên mình lắp cái kill mark rank vào. Rồi, let's go. Nhờ đụng độ Grenade gì chưa? Gặp anh em Grenade gì chưa không biết. Không để ý. Đây này ta xem nào. Giờ này kiểu gì chẳng đi bê cho mà xem. Đấy bê có. Lùi đi, có anh ở trên này có vào rồi, lùi. Yếu thì lùi nhá. Ôi bị bắn sấp vào lờ này. Mà đây mà thủ này, nó mà xông lên đông đi làm sao. Trời ơi thôi. Mình chắc phải chạy xuống. Thôi bỏ mẹ rồi, vừa chạy xuống định cover thì chết. Ôi rồi nhé, thì bắn. Bắn thì bố ai được.
trời ơi, tám cái vú. Tám cái vú chạy vào B rồi kìa. B B B sai, B sai, B sai, B sai anh em ơi. Còn có hai anh em này. Không biết là có chống đỡ nổi không. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, treo nhà một này. Lại được thánh treo nữa, treo hồi sinh này anh em ơi. Lên mà bắn luôn cho nó nhanh. Không biết là đang bắn hay xong, chắc là đang chịch, chắc là chịch gái nhưng mà hay là làm gì cũng biết. Hay đi vệ sinh, hay mất mạng. Cũng có thể là rớt mạng. Nhiều người người ta bắn người ta có thể là rớt mạng. Nên thôi, mình không biết thì thôi kệ vậy. Chứ cũng không nên chửi người ta làm gì. Không sao, cố lên, cố lên. Mình cũng thế mà, nhiều lần bắn cũng bị rớt mạng thôi. Cuối cùng có kêu ai được, chả kêu ai được, chỉ có kêu kêu trời kêu đất cho mạng nó khỏe để bắn trận tiếp theo thôi. Cái con nhân vật Penus này, khi nó chết thì nó vẫn đang bị lỗi, cũng giống như kiểu Sonoko hồi xưa ấy. Sonoko hình Sonoko bây giờ cũng thế hay sao ấy, chết chết thì xong nó vẫn hiện cái gì nhỉ, cái cơ thể của nó ấy, vẫn hiện hình ảnh nhân vật ở trong cái map đấu. Vẫn đứng nguyên, làm mình mấy lần tưởng vẫn còn sống, thế là bắn, thế tự nhiên bị lộ phốt. Ghét quá, mặc dù là chết rồi. Ôi, mày nói quá, đồng đội mình đã tiêu diệt được 3 người rồi. Rồi. Ui, đây, đây, hẻm A này, hẻm A này. Hẻm A, hẻm A, hẻm A, cho có bom, cho có bom này. Ăn bom đi bạn ơi. Đấy, mày quá, kịp chạy. Đây, 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 đây. Hẻm A lên, lên đi, lên đi, lên đi. Cho có bom, ui, tôi bỏ mày chạy rồi. Ui xổ, mày nhớ. Tí thì chết. Ngu người. Nút mi đi, ta nút mi đi. Bom rơi mà, bom rơi, bom rơi, bom rơi. À, cảm ơn bạn, bạn Bạch Tử Thiên đã cho mình mượn ác để làm clip. Đấy, hôm qua có bạn, bạn bảo bạn cho mình mượn ác để, à, bạn Hương bên Clan Fox đã cho mình mượn ác để làm clip ác về cây AR94 rồi. Đấy, hôm nay rất may mắn thì lại có thêm bạn, bạn Tử Thiên này nữa cho mình mượn. Đó. Thôi bắn cẩn thận nào, bắn cẩn thận nào. Không lại chết tươi bây giờ. Không, ta lại chết tươi bây giờ. Đấy, con này nó có cái phi tiêu rất là ghét nhá. Không biết là bao giờ nó có cái chức năng tắt phi tiêu ở trong chế độ ấy đi. Mình thì mình không hay dùng phi tiêu mà. Nên đi này xuống các kiểu nó rất là ghét. Mình bắn không quen thôi. Venus bắn rất là thích, đi này xuống rất là nhanh. Nhưng mà lại có cái phi tiêu, cả Sonoko cũng thế. Ghét. Trong chế độ zombie rất là ok. Nhưng mà trong chế độ này phi tiêu thì hầu như là nếu mà có 9, có 10 lần đối mặt với cả đối thủ thì chắc là chỉ có tầm 1-2 lần thì mình có thời gian để dùng cái phi tiêu đấy thôi. Rồi xong. Xong rồi, xong rồi. Bom bê mấy ông ơi. Ta về bê đi. Còn là khi nào mà hết đạn ấy thì mới dùng phi tiêu thôi. Nhìn khẩu này này, đấy. Trước hồng, phân xanh. Đầu tiên phải check cái chỗ đấy. Không sợ nó núp. À, bây giờ bắt đầu nào. Đục bừa nào. Đục bừa thần trưởng. Rồi chết rồi. Bên mình chết rồi. Ui, một em này headshot vàng luôn. Ui, ui, trong có một em kìa. Trong có một em này. Ui, đây. Ôi, mình nghe thấy tiếng súng ở phía bên phải mà cứ tưởng là ở bên trên cơ. Lỗi quá. Ba đều rồi. Quả lỗi rồi. Thôi không sao. Anh em ơi, cố lên. Không sao. Thua keo này, ta bảy keo khác. Mình vừa mới chơi mà. Vừa mới sáng ra, vừa mới chơi. Vừa mới ngủ dậy xong. Mắt vẫn còn lờ la nờ đờ. Bắn hơi ngáo tí anh em thông cảm nhá. Không lên, không nhảy đấy nữa. Ta canh ngày mai đi. Còn 12 với cả 5 thì kia bên mình lại. Bên mình lại mất một người. Sao lại kêu chán tim? Phải khích lệ cho anh em bắn. Chứ đừng kêu chán tim. Đấy, thấy chưa? Thấy có mình chưa? Cầm QBZ bắn được rồi kìa.
Rồi, 1,4 tôi bỏ mẹ rồi, thôi quả này con xong rồi. Quả chết tên này em ơi. Ui ui ui. Này. Thôi, may quá, còn hai em thôi, còn hai em thôi, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội. Ta đi chậm đã. Ta đi chậm đã. Bình tĩnh thôi, còn mình còn hai máu không thể hổ báo được. Bắt người ấy. À, nhà hoa ra này, nhà hoa ra này. Úi rồi, nhà hoa ra này, em phi tiêu trượt rồi. Đấy, phi tiêu căn trúng nó rất là khó. Ở mid này. Mình nghe thấy tiếng chân này, ở mid này. Mid chạy vào ao, chạy vào A rồi, chạy vào A rồi. Mid chạy vào A rồi. Chuẩn luôn, đang là bom này. Nào, em có chạy ra, em chạy xuống không? Vẫn núp vào trong à, vẫn núp vào trong à, vẫn núp vào trong sai. Đây là, đây là. Ê, ê, ôi trời ơi. Ui trời ơi, may quá, tí thì chết. May quá, tí thì chết. Ôi trời ơi. Bữa mồm. Cố lên em ơi, thủ đi, cố lên. Cố lên em ơi, cố lên, cố lên. Thủ sâu vào, thủ sâu vào. Mình đang bên thủ mà. Ok, next finish. Ta cho có bom khóa vào đây. Xe slip đi. Mà hình như bên kia không có slip. May nhá, bên kia không có TMP ấy, chứ có thì chắc là mình ăn thành SML. Đi rank chỉ sợ mấy ông cầm TMP thôi. Mình thì cái ác chính của mình có TMP, nhưng mà chỉ khi nào mà bên đội bạn dùng TMP thì mình mới dùng thôi. Ui, thẻ ma này. Ê, chết này đi em ơi. Rồi, em đang đâu? Ôi, bố này bố không bắn đi, bố còn tập võ ở dưới ngay giữa mít. Vai trưởng tập võ ngay giữa mít kìa. Rồi, không có. Hẻ ma, hẻ ma, hẻ ma, hẻ ma lên này. Hẻ ma lên này, lên này, lên. Chết tiệt này em ơi. Đúng, đúng rồi. Rồi, ôi đúng rồi, hay quá. 3 với 1 rồi, cố gắng thế. Cố gắng, còn một em nữa. Trong A, trong A, trong A. Trong A, trong A, trong A. Ấy, trong A này. Ấy, trời ơi. Mù đi em ơi, mù đi. Chỗ ta nhảy xuống rồi, mù rồi, mù rồi, mù rồi. Bỏ mẹ, trúng được mỗi phát kìa. Vãi chưởng. Bay đi, bay đi, bay đi. À, không bay rồi. Úi, đây này. Úi, thôi, mất quả giáp đầu rồi. Bỏ mẹ thôi. Vãi chưởng bắn thế. Bắn thế không trúng phát nào. Ông đồng đội kia, ông ấy nhắc cho anh em về A đi. Chết rồi thì nhắc cho anh em về A đi. Đúng rồi. Nào ra đây bạn ơi. Ấy. Đấy, cứ đứng dưới mà canh thôi. Mình mà lên nó bắt mình vỡ mồm. Rồi cuối cùng thì cũng thắng rồi. Các bạn xem clip thấy hay thì hãy subscribe, đăng ký cho kênh để ủng hộ mình. Để mình có thêm những động lực làm thêm clip hay cho mọi người xem nhá. Ok, mình sẽ ra làm thêm clip nữa nhá. Rồi mình đã quay trở lại đây. Và bây giờ là giờ cái ván này đi cùng anh em gì kia. Mình đi này, hình như Vela Game ghép mình vào anh em. Ui, ui xổ. Ông này phi à, phi tiêu thần trưởng. Chơi cái map chạm phát sóng. Ở nước có nhá, nước có, nước có. Mình vừa bắn trúng con em rồi. Mình vừa bắn trúng con em này. Bay đi bạn chưa? Bay đi bạn ơi. Đấy này. À, ra đây, ra đây, đứng đây. Rồi. Xông lên bắn luôn. Xông lên bắn luôn, yếu rồi. Ăn hai phát với cả ăn thêm quả đồ đạn nữa. Cho quả bông mù đây. Đánh A đi, đánh A đi. À quên, đánh B đi. B đi, B đi anh em ơi. B, 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 B. B, B. Ui, nó vào này, nó vào này. Ui, nội B1 kìa, nội B sờ. Nội B TMP thiên sứ kìa. Đây này, TMP thiên sứ chết rồi. Anh em ơi về B đi. Đấy, thế mọi người ai cũng dùng con nhân vật Sonoco với cả con nhân vật Venus nữa. Nếu mà ai theo dõi kênh của mình từ trước thì có thể biết là mình toàn gọi cái con Venus đọc tắt là Venus thôi. Sonoco thì đọc là Sengoku. Ui, ê, ui, B nhảy xuống lại. B nhảy xuống, lỗi B nhảy xuống chết rồi. Bom B.
90% nó thắng rồi. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu? Móc nhà. Ấy, đồng đội mình chết đây. Sao nó móc nhà? Ấy, nó mặt già này sẽ phi tiêu trúng chim luôn. Các bạn thấy không? Con này nó còn sơn móng tay màu đỏ hoành ta tràng thế cơ mà. Điệu. Đá xoáy thần trưởng. Thì đăng nhập 4 ngày thì các bạn sẽ có thể trải nghiệm cái khẩu AK Bomb Best 1 ngày. Đấy, ai mà có thời gian thì hãy đăng nhập đủ để trải nghiệm cái con AK Bomb Best trong bản xem là Việt Nam này. Còn xem ở China thì nó ra lâu rồi. Úi giời, có ai bấm chuông chưa? Thôi kệ đi, chắc ông anh mình về ấy mà. Để ông có chìa khóa để ông tự mở. Cho một quả bom khói vào đây. Rồi, bên mình đang mất một người. Rồi, lại vào thêm một người nữa rồi. Đánh đôi anh em, đánh đôi đây anh em. Nhiều slip thế. 2 slip hay 3 slip rồi sao ấy. Nhìn khẩu mà 451 nó rất đẹp đúng không? Nói thật chứ mình nếu mà có thì mình cũng thích. Nhìn trông nó đẹp đẹp mà, nhìn trông lạ lạ. Hiếm nữa. Ông này có gì ăn ngương ra. Ấy, biết ngay mà, ăn ngương ngay cả bò mồm. Mình biết. Úi, chết tươi rồi. Ấy, trong nhà B có một này, trong nhà B có một. Này, nó ra này, nó ra này, nó ra này, ra này. Ra đi em ơi, ra đi, ra đi. Ra chưa, ra đi. Ui, đây, ui, tụt chết, ui, ui, ui. Úi dồi ôi, ngu người thế. Trời ơi, quả đấy mà biết nó ra rồi mà còn chết. Còn để chết nó mới đau chứ. Ông này công, ông cầm slip. Nhân vật Sonoko. 3Z Iron Chess. Bỏ bớt slip đi, tận 3 slip, bắn làm cái gì mà nhiều slip thế. Tận 3 slip cơ. Tận 3 slip, bắn cái gì. Nào, ngay cửa trong nhà B có đấy. Đứng chân nhỉ? Ấy, ấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Bắn đi. Chết rồi. Rồi, anh chốt hạ một phát là. Anh nhìn thấy đồng đội của anh chưa? Chốt hạ một phát này, em bay ngay. Về B đi ông ơi, về B đi, ở nhà làm cái gì? Đấy, một thằng cửa B, một thằng lỗ B này. Hay, rồi. Rồi, nó gỡ bom thì thôi, chắc chắn là không kịp. Xong, thua, thua rồi. Thua rồi. Ở nhà làm cái gì? Sao không lên mà cover cho đồng đội? Quả đấy cover phải ngon không? Bắn chết cái thằng cửa B rồi. Xong có ông kia, ông ấy cover. Ông cover nữa thì thằng lỗ B chết ngay. Nào ta cho cả bom mù nào. Ta cho cả bom mù vào đây. Có lên không? Lên không mấy bạn trẻ? Ui. Hành lang chưa thấy gì. Hành lang. À có này. Nó gầm hành lang này, gầm hành lang ra rào hay sao ấy. Gầm hành lang ra rào này, ấy, biết em ạ. Ấy, chết tụt em này. Úi, nụ ăn nhảy ra bọn em này. Úi, mắc. Chết tí này em ơi, rồi 43 máu rồi. Úi, tôi bỏ mẹ rồi. Úi, sao nó không bay. Cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Không, không như là. Chết này đi em ơi. Ấy, đang bị lỗi mà. Con nhân vật Sonoko, à con nhân vật Venus. Ấy, chết đi em ơi. Ui, yếu rồi. Ui dồi ôi, yếu lắm rồi đấy. -80, biết ngay mà. À, -80, ai yếu, -80. Rồi, đúng rồi, hay lắm. That was nên. Con này nó có tiếng radio rất là hay. Giọng của nó rất là hay. Nghe cái bài yếu, -80. Chứ không như là con AOE nó giọng của mấy cái giọng hình như kiểu chị Google Trend ấy, chị dịch. Tên gà nghe đấy móc gì á. À, con vợ này mình ngay thì tính chân ở ngay chỗ cửa B chắc chắn là sẽ đuốc ngay xong khói rồi. Cái kiểu đấy là kiểu mình hay làm mà. Ném bom khói ở xong rồi nút sang bên trái. Đợi tí nha, xong mình bắn cho mà xem. Bóng luôn ngay bên trái luôn. Xem có tâm đỏ. Đấy, thấy chưa? Chết đi này. Bắn. Cái trò này là cái trò mà anh hay làm. Không sao. Tiếp.
trong nhà B vẫn còn, trong nhà B còn nhá, trong nhà B còn. Trong nhà B còn. Đánh A đi, đánh A đi, anh em ơi, đánh đặc hướng đi để mình móc thằng B này. A đi, A đi, A đi, rồi đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Ấy, có không, rồi hay quá thôi, mình xông lên luôn. Xông lên luôn, còn một em ở B thôi. Rồi không có, chắc là chạy về A rồi. A hồi thực chân, hồi sinh này, ý. Hồi sinh lên luôn, à, thế là em chết rồi. Em chết tươi như một con rời ươi. Fly in your hole. Bọn này ta đẩy đâu đây? Đây, ta sẽ chạy ra hành lang vậy. Rồi, chó nhà ông nào sủa thế? Lâu lắm rồi mình không nghe thấy tiếng chó sủa. Ở bên Nhật này mình ít khi mình nghe thấy tiếng chó sủa lắm. Chết này. Rồi. Giàu có rồi. Ta cho quả, cho thêm quả bom này. Rồi, mít nó có, mít nó có. Cùng cung nhá. Mít nó cầm cung nhá. Rào lên, rào lên, rào lên, rào lên. Rào lên nhà, canh cẩn thận đi, không chết bây giờ. Rồi, có ông kia ông canh nhà rồi. Hình như thằng này bắn slip hay sao ấy, phải không? Đúng rồi, thằng này bắn slip. Nó đang nhảy chỗ thùng rào ấy. Còn đá đá à, con vợ này còn đá đá à. Lên bắn luôn vậy. No, xem nút thùng đấy. Không nút thùng đây à? Không nút thùng đây chắc là lùi rồi. Lùi rồi. Bê đi. Về bê đi. Bê đi anh em ơi, bê. Úi giời, ấn nhầm. B sai. Đâu bên này? Về B. Bỏ mẹ rồi, bom rồi rồi. Ở đâu chết ta? Ông kia cầm bom đi, hay lắm. Sao thùng á, xuyên thùng bây giờ nè. Đúng rồi, gà. Cầm bom chạy về B đi, cầm bom chạy về B. Về B. B đi. Chuyển xuống á. Nào đi chậm chậm. Em đi đây. Rồi mình đang định đi chậm thì thấy ông kia ông đi duỳnh duỳnh thế, mình cũng chả đi chậm nữa bởi vì có 20 mấy giây thôi mà. Nhanh không lại không kịp. Thôi con núp đây canh. Núp đi canh đã. Chờ đặt bom xong. Rồi mít 1 này, mít 1 nhá. Mít 1. Nhà B mít kìa. Xem mà móc nước không, móc nước không. Mít, cửa B. Cửa vô. Cửa, ok. Cửa 2 luôn kìa. Ok, cửa 2 à, ok. Úi dồi, tôi xong rồi. Ngồi một em. Nào, vào đây. Ta có DE ở đây đi. Invitation đây. Rồi. Bắn không trúng. Thôi, bỏ mẹ rồi. Thôi, cô giờ. Cô giờ. Nào, vào đây. Chết thế này, bạn ơi. Vào đây mà câu được thêm tí nữa là khi bên kia chắc cũng không có được bom đâu. Cố lên, move out now. Nào, không chạy ra nước nữa. Đó, vợ này không chạy ra nước nữa rồi. Chắc nó rút kinh nghiệm không chạy ra nước nữa rồi. Hành lang á. Rào có không? Rào không đẩy. Bắn cứ cẩn thận thôi, cứ xảy một ly đi một dặm. Đi là chết. Chết tươi luôn đấy. Không cẩn thận là chết tươi đấy. Mình xin nhà nó có kìa. Ok. Ta lại đi B thôi. Ông này ông đi chậm thôi bố ơi. Chậm thôi không nó cho ăn quả bom. Như này hứng ngay chậm quả bom vào mồm bây giờ. Cho quả bom có đi. Cho quả bom có vào cửa B. Cho quả bom nữa này. Cho thêm quả bom mù này. Rồi vào luôn. Vào đi anh em ơi, vào đi. B. Nó về này. Ấy, trừ máu rồi. Bỏ
mẹ rồi, thôi quả này xong. Ba rồi, ba đều này. Về B đi, ông kia cầm bom về B đi. Ui, mày. Mày nhớ tí chết. Xem còn không, còn không. Bom B, bom B. Chạy vòng vòng thế. Nhanh còn kịp. Chết đầu đấy. Về A đi, về A đi. Mọi người sao? Sai là bom. Sai. Hình như móc nước, móc nước rồi. Biết ngay mà, móc nước rồi. Úi, đệ. Úi dồi ôi, đi đâu mà vội mà vàng. Mà chết như thế bạn ơi. Còn một em nữa thôi, À, ở mid. Thôi ta nhảy xuống đây thôi. Ta nhảy đây ta canh vậy. Ta nhảy xuống đi ta canh thôi. Lộ bê rồi chết luôn. Ui rồi ôi. Ok thì mình cũng dừng clip ở đây thôi. Các bạn nhớ subscribe, ấn cái nút bên trái để ủng hộ mình làm thêm những clip tiếp theo nhá. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.